trời ơi trời. Mày chạy xe khởi đổ đầu của tôi. Trời ơi chạy kì vậy. Đứng lên coi. Có sao không? Trời ơi. Trời. Cậu làm đổ hết đầu của tôi rồi đó. Bộ bà không thấy mình mấy tôi cũng dày sướng hết trơn sao hả? Tự cậu chạy mà, cậu phải chịu thôi. Mai mốt á, chạy xe đàng hoàng á, đừng ăn nói ngang ngược nữa. Còn bà mai mốt buôn bán á, giờ vô trong một tí đi. Ăn xui thôi cũng xui nữa. Dạ. Sáng sớm buôn bán gặp gì đâu không à? À cậu ơi cái cậu. Gì? Chưa đưa tiền. Tiền bạc gì? Ăn uống có được gì đâu, đổ hết cơm hết trọ rồi. Trời ơi thiệt có xui quá là xui à. Gặp toàn cướp giật dạ lâu không à? Dạ. À. Xin lỗi. Cô nói cô quen tôi, tại sao tôi không biết? Anh không nhớ em hả? Em là Quyền, bạn của Trang, làm chung quán cà phê. Anh tới kiếm Trang mấy lần đó nhớ chưa? Mấy lần mình tới quán cà phê tìm con Trang, toàn là quay bỏ đầu tiên. Quê thiệt á. À, tôi nhớ rồi. À, chắc vài bữa nữa tôi sẽ tới gửi tiền lại cho em nha. Trời ơi, tay anh chảy máu rồi kìa. Hay là anh ghé nhà em đi, em băng bó lại cho. À, không sao, sơ sơ thôi mà. Chảy máu vậy mà sơ sơ gì? Nhà em ngay đây nè, anh đi theo em đi, rồi biết nhà để mà còn lại trả tiền. À, vậy cũng được. Anh để bên đó đi. À, được. Vô nhà đi anh. Ngồi đi anh, đợi em chút xíu nha. Giữa xóm lao động ở nơi người ô xa xôi này, không ngờ lại có một ngôi nhà xinh xắn, thoáng mát như vậy. Ngồi nè. Đưa tay em coi coi. Ờ, không sao đâu. Không sao gì mà không sao. Để lâu nhiễm trùng đó, anh không được chủ quan đâu. Ờ. Anh để yên. Anh cảm ơn nha. Cảm ơn gì mà cảm ơn. Anh là anh trai của Trang thì cũng như là anh trai của em thôi. Để em sát trùng cho. Không ngờ Trang của cô bạn hiền lành tốt bụng như vậy. Lâu nay mình toàn gây chuyện phiền hà cho nó. Chắc Quyền nghĩ mình là người không ra gì rồi. Bộ anh đau lắm sao mà mặt anh đờ ra vậy? Cảm ơn em. À, mắc công em quá. Mắc công gì mà mắc công. Công việc sở trường của em mà. Bộ anh không biết là ngày xưa em đã từng học một khóa cứu thương hả? Ờ, vậy hả? Ủa, vậy sao em không theo nghề? Anh thấy em làm cũng thanh thạo lắm đó. Hồi đó em thi rớt đại học, buồn quá. Ở dưới xã có cho đi học một lớp y tá ngắn ngày. Em đi học cho vui thôi, chứ thật ra ước mơ của em là được vào đại học. Cho nên em mới lên Sài Gòn, vừa đi làm vừa đi luyện thi đó anh. Chị, em đang đi luyện thi hả? Ừ. Ờ, em sống ở đây với ai? Em ở với mấy đứa bạn, nhưng mà tụi nó về quê rồi. Em đi luyện thi ở trung tâm, thời gian rảnh rỗi thì
đi làm phục vụ bàn để mà kiếm thêm thu nhập. Rồi em tính vô đại học gì? Em muốn vô ngành sư phạm, em thích làm cô giáo. Hồi nhỏ là em đã có mơ ước được làm cô giáo mặc áo dài đứng trên bục giảng. Làm cô giáo thì cũng tốt thôi. Anh thấy hợp với em lắm đó. Ai mà may mắn lắm mới được làm học trò của em đó. Sao anh nói vậy? Tại vì anh nghĩ em sẽ thương yêu và lo lắng cho học trò của em dữ lắm á. Anh nghĩ vậy hả? Nghĩ tới lúc được đứng trên bục giảng, nhìn xuống dưới, thấy những cặp mắt ngây thơ trong sáng, thấy thương lắm. Em biết không, hồi học phổ thông anh học rất là giỏi. Anh thi đậu vào trường nông nghiệp. Rồi lúc đó nhà anh nghèo quá nên anh bỏ ngang việc học hành, làm công nhân bốc vác. Em có nghe Trang kể, hoàn cảnh của em với hoàn cảnh của anh giống nhau mà. Em lên đây luyện thi, em cũng tự lo tự trang trải hết. Nhưng mà em nghĩ nếu như mình cố gắng thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được hết. Em nghĩ như vậy thiệt hả? Anh làm cái gì cũng không xong hết, suốt ngày cứ lông bông rồi ăn bám gia đình. Nhiều lúc anh nghĩ lại thấy mình xấu hổ quá. Tại anh chưa chọn được công việc thích hợp thôi. Chứ nếu như mà anh cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thiệt vậy hả? Có thể sống tốt hơn sao? Được chứ, tại sao không? Cảm ơn em. Thôi anh về, hôm khác anh sẽ mang tiền đến gửi cho em. Rồi mời em đi uống cà phê, coi như là anh tạ ơn em ha.